Đây, giới thiệu lại mấy bạn. Đây là con trồn hôi mình mới bẫy được hôm nay đây. Nơi gọi là trồn trồn heo, trồn hôi, trồn heo. Đây, mấy bạn thấy con cá đây không? Cái chỗ này mình bẫy thì là mình đi bẫy rắn mà bẫy chuột, dùng chuột á thì nó lại dính hai con trồn đèn rồi mấy bạn. Qua không có kiếm được con chuột nào, cái đâm ra mình bỏ thử là trái chuối với con cá nó tanh á, để thịt để cho biết đâu con trồn đèn nó vô nó ăn. Mà hôm nay đó nó tự nhiên trưa hôm nay là hôm trưa hôm qua mình đi bẫy, trưa nay là dính con trồn heo này, chắc là con cá nó còn nguyên này, chắc nó vô nó ăn chuối thôi. Ồ, con này thì mình cân rồi chắc phải 1,3 kg, hơn 1,3 kg thôi mấy bạn. Để chắc con này mình đem mình nuôi để mình lấy lòng sẵn rồi. Chỗ này thì mình đi bẫy rắn là nó dính chồn, đáng lý mình đặt cái chỗ ổ đó nữa nhưng mà thấy người ta đang xây tường rồi, đâm ra mình đem ra đặt xa hơn cỡ 500 m, không ngờ là vô ổ chồn hôi. Để hôm nào mình ra mình đặt ngay chỗ chồn đèn đó nữa cho mấy bạn coi, được 2 con rồi. Bây giờ chắc mình nghĩ chắc đang còn nhiều rồi, để tí nữa mình bỏ vào lồng rồi mình quay tiếp cho mấy bạn coi nha. Mai để thịt chứ nhỉ? Ông nói nên bán rồi thì bán bán mình thì mất có, tiền người ta có á. mua đâu mà Ông nói mua xong mua giờ đem tưởng 2 con chứ sao còn con ta, mẹ xong à, làm chất cân. Ai à, đây trồn nha, bố ơi con trồn ăn cái gì vậy? Nó ăn mất con chuột rồi, này là đem đi bẫy chắc chắn là bẫy dính chồn, tại khu này là có chồn. Ăn chồn ngon hơn rắn kem nha. Con đi, con biết máy. Con ký ký à, con này 8 lạng à, cứ ba mà cái ra chú ra sao được cái lồng mẹ xưa ba cái lồng nó bị mất cái khỉ phí đơn đập tôi bị điên hả. Đi đập nó mới thả mồi. Cái khu này mà có à, đâu đi à, cái bò cá à? Chỗ trường mi à, khu này mà chịu khó không mua cái kiềng với lại cái tiếng phai chắc bẫy chắc phải cả bầy của nó lúc mới mua. Thì cái vùng đấy nó nhiều rồi mẹ, rậm từ xưa cái hồ cá đấy. Để tao phun ngoài nha. Rất quan trọng, tưởng chỗ đó có rắn mới ngon, khu đó nên có rắn toàn cổ. Đem đi bố lên vì sai.